tình cha lại thành công. Ta đã từ nay vạn xa thế nhận rồi, ôi chùa xót lòng đời ta còn gì một đêm, vì sức tôi đã tàn, hơi tôi đã kiệt rồi. Từ hôm qua tới giờ tôi chưa có hột cơm nào trong bụng. Tôi gian người, xin người làm ơn tế độ cho kẻ lỡ đường. Tôi ở đây chỉ có một mình, nhà cũng không có ai chi cả. Chờ ta. Đây nhà chị còn ít cơm khô, nàng cứ đi. Dạ xin cảm ơn người. Nhưng còn phần người tôi à, tôi vẫn thường thức trắng đêm ngồi bên phía đó nè, nhìn dòng sông nước chảy, dòng thời gian thôi đi và không giờ trở lại, để thương để nhớ những ngày qua. Thương nhớ những ngày qua, chắc người có những ngày đã qua êm đẹp lắm, nên người thường ngồi vọng tưởng về quá khứ xa xôi. Êm đẹp, còn nàng, nàng đi đâu mà ở đường? Thật ra tôi cũng chẳng biết phải đi đâu. Vậy ra chuyến đi của nàng không có mục đích. Mục đích của tôi à? Mục đích của tôi là tìm kiếm chồng tôi, nhưng không biết giờ đây chàng ở nơi đâu, nên bước chân tôi cứ mãi mỏi mòn mà chưa tìm ra nơi dừng bước. Đó là kẻ đàn ông nào nhẫn tâm phốt một mình đó? Không phải đâu. Thật ra không phải chồng tôi đang phụ bạc hay nhẫn tâm ruồng bỏ tôi đâu, mà chỉ vì lời giao ước của đôi bên, của hai gia đình muốn kết thành thông gia. Mặt một lần, nhưng mà tôi chẳng nhận ra. Cho đến những ngày sau, tôi mới biết được rằng kẻ định tâm quỷ hoài
cuộc đời mình. Kẻ đó lại chính là chồng tôi. Chuyện của nàng làm ta xúc động, nhưng ta khuyên nàng chớ chờ đợi hoài công. Số kiếp tôi vẫn đợi vẫn chờ, và phải tìm cho được chồng tôi. Ta khuyên nàng chớ hoài công cái tìm vô ích, vì kẻ đó không xứng đáng với nàng đâu. Dạ, cảm ơn ông vì sự giúp đỡ vừa qua. Nhưng không phải vì thế mà tôi cho phép ông nói xấu chồng tôi. Giờ đây xin cáo biệt. Ta xin lỗi nàng, nếu ta giả sử chồng nàng sẽ mất rồi thì sao? Thì tôi sẽ là quả phụ trọn đời thủ tiết. Đáng khen thay một tấm hồn cao quý, ngày nào gặp chồng nàng là một phế nhân hình dạng quái như ta đây. À, ông là người hay là quỷ? Tôi cũng là người, cũng có trái tim, nhưng dung nhan tôi hiện nay chỉ là kẻ phế nhân. Khiếm nhã như vậy, xin ân nhân bỏ lỗi cho. Có gì đâu mà nàng xin lỗi, ta đã quen rồi, không lấy gì khó chịu. Nhưng mà ông ơi, ông sống ở đây có một mình sao? Thế còn vợ của ông đâu? Hả? Vợ của ông đâu? Vợ của tôi. Oh, yeah.
những khi tôi với nàng đối mặt nhau. Xuân hồng mà xuân chiều lòng đông.
phúc kia nàng chẳng nỡ được đâu sao? Hả? Ông nói sao? Ông đây là... Tôi nói rằng kẻ kia cận nhà bên nàng đi thế này. Còn ông? Em kia rồi kẹo xương xuống lệnh, tôi nguyện làm kẻ canh chừng cái nàng trong nhất nhất cầu được gặp mặt chồng. Dạ, xin cảm ơn tấm lòng cao cả của ông. Tôi cũng cầu chúc cho ông sớm gặp được người thương nhớ. Tôi vào nghỉ nghe ông.